Rồi em xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của mình. Thì hôm nay thì em test cái bộ máy Interbum áp 150 đến 200 kg nha. 150 đến 200, lưu lượng nước 15 lít trong 1 phút. Thích hợp cho anh em rửa xe không chạm, rửa xe tải, xe ben. Rồi nó đầu Interbum áp 200. Đó, con này tỷ số của nó là 20 ly nha, 20 ly áp 200 kg. Đó, tay hồi rất là ngon luôn, xài súng rất là đã luôn, rất là nhẹ luôn. Đó, tay hồi nè, đó, nguyên cụm tay hồi rất là đẹp. Mặt đồng trước nè. Hôm nay thì đồng hồ chạy 150 đến 170, 180 nha. Đó, rất là êm luôn. Cái đầu mà đầu nó rất là dài luôn nha, nó rất là dài. Rửa xe không chạm, xe tải, xe ben. Dòng này thì phụ kiện thay thế của nó đầy đủ hết, phụ kiện phốt nè, ti nè, đầy đủ hết nha. Motor 5,5 kW, motor 5,5 kW nha, điện 3 pha 308, 5,5 kW, điện 3 pha 308. Rồi thì em lắp lên khung xe đẩy rất là gọn gàng luôn. Đó, anh em để anh em đẩy đi đẩy lại nè. Đó, để một là anh em để một chỗ cũng được, đẩy đi cũng được, rất là gọn luôn. Rồi giờ em sẽ đi vào chi tiết test máy cho cả mọi người xem nha. Đó, hôm nay vẫn hơi tối nha. Đó, làm tối để phục vụ cho anh em làm mấy bộ máy rửa xe. Đó, máy chạy không tải nè, rất là êm luôn. Mọi người thấy không, em ru luôn nha, em ru luôn. Con này chạy bét 1 ly 2. Đó, quá đã luôn. Ồ, chia nước ra rất là mạnh luôn nha. Đó, áp là 180 kg nha. Đó, ngắt súng mà, ngắt súng là máy chạy hồi về tải rất là êm. Quá đã luôn. À, máy đơn chạy không tải rất là êm luôn nha, chạy rất là êm luôn. À, quá đã luôn. Quá mạnh luôn nha, 180 kg nha. Súng là máy chạy rất là êm, êm ru luôn. Thì nước ra rất là mạnh luôn nha. Rồi thì anh em nào cần thì bộ này thì cứ liên hệ cho em. Đó, áp 180 kg, chạy rất là êm, rất là mạnh luôn. Rửa xe không chạm nha. Đó, xe bạn, xe tải, xe ben không chạm rất là ngon. Rồi anh em nào cần thì cứ liên hệ qua số điện thoại của em nha. Đó, ngoài máy rửa xe đầu rồi và nguyên bộ, nguyên đầu rồi thì mình vẫn có hàng để phục vụ cho anh em. Đó, máy rửa xe cao áp rồi, rất là nhiều luôn. Đó, thấy không, máy rửa xe. Đó, máy bộ máy của mình đang ráp lên sẵn nha. Đó, bộ máy ý nè, bộ ý 5 ngựa, 5 HP, 5 ngựa, bộ 3 HP, 40 HP, bộ ý áp 200, xài ngắt súng tắt máy luôn à, rất là đã luôn. Bộ ý áp 200. Đó, máy xăng cũng có luôn nha, bộ ý 1 pha nè. Motor này, motor nha, motor rất là nhiều luôn. Motor 5 ngựa, 3 ngựa đều có hết để phục vụ cho anh em nha.
cho bên này nữa. Bên này thì máy bộ siêu to, máy bộ áp to, máy bộ ý nè, rất là nhiều. Có quạt công nghiệp nha, 1,5 kW, điện 3 pha, 3 pha 200, 3 pha 308. Rồi, bộ máy ý này làm lên tay khách. Rồi anh em nào cần thì cứ liên hệ cho em nha. Cảm ơn tất cả anh em đã xem hết video. Anh em nào cần thì alo cho em. Rồi, chúc anh em có buổi tối đời này vui và sức khỏe. Rồi, xin chào anh em. Bye bye.